Nếu ông Trump thắng, tôi muốn rời khỏi đây. Tất nhiên là tôi đi. Hộ chiếu của tôi đã sẵn sàng. Ông ấy thắng là tôi đi luôn. NASA sẽ phải đẩy nhanh việc tìm kiếm cách sống trên sao Hỏa mất thôi. Đến cả tượng nữ thần tự do chắc cũng phải bơi về Pháp.